Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998 tập 64. Mời xem Kinh Văn Trang 134 Phật cáo địa tạng Bồ Tát Nhữ kim dục hưng từ bi Cứu bà Nhất thiết tội khổ Lục đạo chúng sanh Diễn bất tư nghị sự Kim chánh thị thời Duy đương tóc thuyết Ngày địa tạng Bồ Tát Bạch giới Đức Phật Không những Phật Hứa khả Mà còn hối thúc Phải nói nhanh Vì sao chị? Vì nó quá quan trọng với tất cả chúng sanh Mấy câu nói phía trước này là khen ngợi Nhữ kim dục hưng từ bi Hưng là phát khởi Ông phát khởi tâm từ bi Vì muốn cứu bạc nhất thiết tội khổ lục đạo chúng sanh Đây là việc lợi ích lớn Tùy chúng sanh Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp Dù là đời này Hay là đời quá khứ Đã tạo tội nghiệp cực nặng Chỉ cần họ chưa có dứt hơi thở Chúng ta biết Thấy đều có thể được cứu Lúc này đầu óc họ tỉnh táo một niệm quay đầu liền được cứu ngay thật sự là quay đầu là bờ chúng ta xem thấy ở trong kinh a thế dương vì quốc dương này ở thế gian có địa gì? Có quyền lực Có uy thế Tạo tác Tội nặng Ngũ nghịch thập ác Chắc chắn đọa đi ngục A tỳ Dẫu sao người này Vẫn là có thiện căn Lúc cuối đời giác ngộ, biết hành vi tạo tác của cả đời mình là sai lầm. Quay đầu lại, nương theo lời giáo huấn của Tam Bảo. Lúc sắp mạng chung niệm Phật giảng sanh. Phật nói cho chúng ta biết, phẩm vị giảng sanh của ông là thượng phẩm trung sanh ông là nhờ sám hối mà giảng sanh nhìn từ sự việc điển hình này dù tạo tội nghiệp cực nặng cũng không sợ đều có thể được cứu chỉ cần họ chịu quay đầu chỉ cần họ thật sự sám hối sửa chữa lỗi lầm thì vẫn có thành tựu rất thù thắng ngày nay chúng ta cũng phải học theo bồ tát địa tạng chúng ta xây đạo tràng ở nơi này đạo tràng xây dựng có loại tạm thời có loại dài lâu loại tạm thời là mượn một địa điểm Giảng ở nơi đây một ngày Hai ngày Ba ngày Địa điểm giảng kinh Chính là đạo tràng Đây là đạo tràng tạm thời Bất luận là tạm thời hay là dài lâu Tâm bạn phát ra ở nơi đó Là tâm từ bi chân thật Chân thành thanh tịnh từ bi Giảng kinh thuyết pháp khuyên bảo tất cả chúng sanh quay đầu là bờ đều là công đức không thể nghĩ bà người nghe rất nhiều đương nhiên chúng ta không thể đoán trước người nào cũng có thể thành tựu người nào cũng có thể quay đầu đây là việc không thể làm nổi ở trong thính chúng chắc chắn có vài người có duyên Xây dựng một đạo tràng Bạn có thể độ được một người ở đạo tràng này Thì đạo tràng này cũng có vô lượng công đức rồi Bất luận là tạm thời hay là lâu dài Ở đạo tràng này Nghe kinh nghe Pháp Được một người giác ngộ Được một người thật sự niệm Phật giảng sanh Thì đạo tràng này có vô lượng công đức Cho nên Phật ở trên kinh này Trên kinh địa tạng phần trước chúng ta cũng đã đọc qua Khuyên bạn xây đạo tràng Đắp tượng Phật Tu cúng dường Đều nói công đức không thể nghĩ bạn Đạo lý là ở chỗ này Chỉ cần có một người được độ Thì công đức là không thể nghĩ bạn Huống hồ là càng có nhiều người ở nơi này giác ngộ quay đầu đây là đích thực cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này tương lai chắc chắn đọa ác đạo khổ là ác đạo tội là tạo tác hiện tại tội là nhân khổ là quả nhân quả đều phải cứu thế nhưng nhất định phải cứu trong lúc họ còn sống chúng ta mới có biện pháp nếu như họ chết rồi đọa vào trong ác đạo thì chúng ta đành phải bó tay chắc chắn chúng ta không thể cứu được cho nên khi họ rơi vào ba đường ác thì chỉ có chư phật như lai pháp thân đại sĩ thể hiện cùng loại thân ở trong đường ác đó để giúp đỡ họ chứ chúng ta không có khả năng này chúng ta ngày nay có thể làm được là lúc họ chưa có dứt hơi thở đây là việc lớn hai câu dưới đây là phật thúc giục ngài kim chánh thị thời duy đương tóc thuyết duy đương tóc thuyết là hãy nói nhanh đi Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này Nói thật ra là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Đang hối thúc chúng ta vậy Chúng ta phải nhanh chóng làm việc này Hiện nay đúng là lúc Cho nên hai câu nói này Dùng cho chúng ta hiện nay là vô cùng xác đáng Dưới đây Phật nói Ngô tức niết bàn Sử nhữ tạo tất thị nguyện Ngô diệt vô ưu hiện tại vị lai Nhất thiết chúng sanh Câu kinh văn này Chúng ta đọc xong cảm nhận rất sâu sắc. Chúng ta học Phật, bắt đầu học từ đâu? Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật có tâm gì? Ở trong tâm Phật chỉ có tất cả chúng sanh hiện tại vị lai, chứ không có chính mình. Đây chính là tâm Phật Trong mỗi niệm của Phật Là phục vụ cho chúng sanh Là cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ Bộ kinh này Là do Thích Ca Mâu Ni Phật Nói trước khi diệt độ Có thể nói là lời di giáo cuối cùng Sau khi nói xong bộ kinh này Sau cùng là bộ kinh Niết Bàn Cho nên đây là một bộ kinh trước kinh Niết Bàn Được xem là di giáo cuối cùng Ngô tức Niết Bàn Niết bàn là dịch âm theo tiếng Phạn Thông thường Dịch là diệt độ Trong tứ đế là khổ tập diệt đạo Diệt chính là niết bàn Ở Trung Quốc Dùng nhiều nhất là dịch thành viên tịch Viên là viên mãn Công đức viên mãn Tịch là tịch diệt Thanh tịnh tịch diệt Ở trong chú giải của Ngài Niết bàn Pháp Sư Huyền Trang Tam Tạng Dịch là viên tịch Là Đại sư Huyền Trang Chỗ này trích dẫn rất hay Đức tròn đầy gọi là viên công đức viên mãn không có mảy may khiếm khuyết gọi là viên hoàn toàn không có chướng ngại gọi là tịch cũng hay ý nghĩa rất hay chướng chính là tam chướng nhị chướng nhị chướng là phiền não chướng và sở tri chướng tam chướng là hoặc nghiệp khổ Hết thảy đều dứt hết rồi Như vậy gọi là tịch Từ đó cho thấy Niết bàn viên tịch Không phải là danh từ đại biểu cho sự chết Hiện nay mọi người đều xem nó là danh từ đại biểu cho sự chết Khi người xuất gia chết Người ta thường nói Người nào đó viên tịch rồi Người nào đó nhập Niết Bàn rồi Vậy thì tương lai có người nào không nhập Niết Bàn đâu chứ Người nào cũng nhập Niết Bàn Bất luận có học Phật hay không học Phật Thấy đều nhập Niết Bàn Quan niệm này là sai lầm rồi Nói thật ra Niết Bàn Là chứng được ngay lúc đang còn sống Chứ không phải danh từ Đại biểu cho sự chết Chỗ này nói Ngô tức Niết Bàn Ta dù có giàu Niết Bàn Là Phật Ở trong khoảng thời gian này Duyên giáo hóa chúng sanh của Ngài Đã hết rồi Công đức viên mãn rồi đây là thị hiện rời khỏi thế gian này ở trong tám tướng thành đạo tướng nhập niết bàn là cuối cùng là lấy cái ý này duyên hết rồi thì phật sẽ không trụ thế nữa vì trụ thế không còn ý nghĩa rồi Người có duyên với Ngài Cần được độ đều đã được độ rồi Người chưa có được độ Mà đã gieo hạt giống Phật Pháp với Ngài Thế nhưng hạt giống này hiện nay Chưa thể chín mùi Nên đương nhiên Ngài phải rời đi sử nhữ tảo tất thị nguyện ông phát tâm tiếp tục ra làm công việc này tốt cho nên phật không còn trụ thế trước khi bồ tát di lặc vẫn chưa có thị hiện thành phật trong khoảng thời gian trống này là bồ tát địa tạng thay thế phật để giáo hóa trong tất cả bồ tát thì bồ tát địa tạng là đại diện cho phật vào lúc này thân phận địa vị của ngài rất đặc thù bồ tát địa tạng đại diện cho phật đây lại là ý nghĩa gì Giả dạ lại trên kinh này nói Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Cương lĩnh của nền giáo dục hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Là thay thế Cho sự giáo hóa của Phật Đà Ở trong khoảng thời gian này Bởi vì nền giáo dục giáo hóa của tất cả chư phật như lai đều là dựa vào hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính sư trưởng làm nền tảng phật không còn ở đời nữa chúng ta cần phải làm cái công việc này là gìn giữ nền tảng dạy học dù không có năng lực nâng nền giáo dục này lên nhưng nền tảng này nhất định phải duy trì không được để mất đi công việc này quan trọng biết bao đây là tinh thần mà bộ kinh này muốn hiển bày tin sâu nhân quả đoạn ác tu thiện hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính sư trưởng đây là những gì trong Kinh Địa Tạng nói Nếu như dựa theo giáo nghĩa của tịnh Tông Nền tảng tu học của tịnh Tông là Tịnh nghiệp tam phước mà Thế Tôn nói trong Quán Kinh Trước khi chưa có tu Pháp môn niệm Phật Thì trước tiên phải đặt cái nền tảng này tịnh tông là được xây dựng trên cái nền tảng này điều đầu tiên của nền tảng này là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại tu thập thiện nghiệp các vị thử nghĩ xem bốn câu nói này có phải là kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện hay không là không sai Điều thứ hai Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới không phạm oai nghi Điều thứ ba là Phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Bài câu trong hai điều sau cùng này Là hoàn toàn tương ưng với năm phẩm sau cùng của Kinh Địa Tạng Từ phẩm này mãi cho đến kết thúc kinh Tổng cộng là 13 phẩm kinh Hay nói cách khác Bộ kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này Tức là nói rõ tí mỹ về tịnh nghiệp tam phước Không chỉ là nền tảng tu của tịnh tông Ở trong Phật Pháp Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa Bất luận là tông môn hay giáo hạ Hiển giáo hay mật giáo Đều xây dựng ở trên nền tảng này Phật không còn ở đời Không có người nào hoàng dương giáo Pháp Chúng ta có thể giữ gìn được Nền tảng này là được rồi Duy trì nền tảng này Là có thể cứu vớt tất cả chúng sanh Tội khổ trong lục đạo Cho nên thời kỳ mạt Pháp kiên định Giữ vững nền tảng này Khuyên người ta thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Là sẽ thành công Đây thật sự là việc không thể nghĩ bàn Chúng ta muốn hoàn dương những kinh luận khác mà mình chưa có khai ngộ Chưa có kiến tánh Sợ giảng sai Rất khó đạt được sự thọ dụng chân thật Chỉ có giữ vững cơ sở này Thật thà niệm Phật Thì chắc chắn không sai Cho dù chưa Phật như Lai Thể hiện vào lúc này Thì việc giáo hóa chúng sanh cũng nhất định là như vậy Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này Mới biết được Trong tâm của chư Phật như lai nghĩ gì Việc mà các ngài làm là gì Chúng ta cần phải học tập ở chỗ này Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Trong đây có một đoạn Chúng ta hãy đọc qua một lượt Trang 135 Đến ngược đến hạng thứ tư Chúng ta bắt đầu xem từ đầu Thử Pháp Chi Di Diệu Pháp này Chính là những gì Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong phẩm kinh này pháp gì vậy là pháp môn xưng danh hiệu phật pháp môn này là niệm phật pháp môn niệm phật ta dù có nhập niết bàn hoặc dù ông đã sớm hoàn tất nguyện cứu độ chúng sanh rồi ta không lo cho hết thầy chúng sanh trong đời hiện tại hay vị lai vì sao đã có pháp môn xưng danh này thì ai ai cũng chẳng bị đọa vào cảnh khổ đều cùng tu hành để sanh vào đường trời người cho đến rốt cuộc thành phật không còn nghi ngờ chi nữa ở đây nói rất hay thể hội được tâm phật và rõ được ý phật khéo nói theo chí hướng và tiếp nối sự nghiệp ấy thì không có người nào hơn đức từ tôn địa tạng vậy bồ tát địa tạng thật sự hiểu được ý của phật tiếp nối nguyện vọng của phật chúng ta thường nói tiếp nối huệ mạng phật bồ tát địa tạng hiểu được ý này phật không còn tại thế thì bồ tát địa tạng ra làm tiếp dương Pháp môn chỉ vậy Pháp môn xưng danh Cho nên Thế Tôn khen ngợi Ngài Thuốc dục Ngài hãy nói nhanh Dưới đây là Lời Bồ Tát Địa Tạng nói Ý nghĩa của lời nói rất sâu Bồ Tát Địa Tạng ở chỗ này Đã nói ra danh hiệu của mười vị Phật Thứ tự của mười vị Phật này Là từ gần đến xa Vì mặt thời gian mà nói Vị Phật gần với thời hiện đại chúng ta nói trước Càng nói càng xa Mời xem Kinh Văn Địa Tạng Bồ Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp Tuy là gần Cũng không phải gần Đây là gì gần nhất Cũng không phải gần Hữu Phật xuất thế Hiệu vô biên thân như lai đây là nói ra danh hiệu của phật nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị phật danh tạm xanh cung kính tức đắc siêu việt tứ thập kiếp sanh tử trọng tội hà hướng tố họa hình tượng cúng dường tán thán kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên chúng ta đọc đoạn kinh văn này nghe cách nói như vậy có thể tin được không lại có chúng sanh y giáo phụng hành có phải họ chân thật được phước như vậy hay không rất khiến cho người ta nghi ngờ chúng ta làm theo phương pháp mà bồ tát địa tạng dạy cho chúng ta đây sợ không được quả báo như vậy tự mình vẫn phải gánh lấy tội nặng sanh tử Đáng đọa địa ngục thì vẫn phải đọa vào địa ngục. Vậy thì phải giải thích lời này như thế nào? Có phải là Bồ Tát Địa Tạng nói sai không? Bồ Tát Địa Tạng không có nói sai, mà do chúng ta xem kinh văn sai. Chúng ta nghe sai rồi. Bồ Tát Địa Tạng ở chỗ này nói Văn thị Phật danh Tạm sanh cung kính Ý nghĩa của hai câu nói này Chúng ta chưa có hiểu rõ ràng Văn Trong tam tuệ của Bồ Tát nói một chữ thì nhất định bao gồm cả hai chữ còn lại văn tư tu làm sao biết được nếu như không có tư tu thì làm sao có thể tạm thời sanh cung kính được cung kính chính là tư tu tư tức là trong tâm của bạn thật sự có phật một niệm tương ưng một niệm phật họ tương ưng rồi cung kính không phải là đắp tượng phật ở đó rồi lễ bái cúng dường ngài kiểu cung kính đó là hình thức đó là giả không có dùng được phải một niệm tương ưng niệm tương ưng rồi thì hạnh đương nhiên sẽ tương ưng Tâm hạnh tương ưng rồi Thì lời nói đương nhiên sẽ tương ưng Ba nghiệp thân khẩu ý đều tương ưng Thời gian ngắn đi nữa Chỉ cần tương ưng Thì công đức là không thể nghĩ mà Đây chính là một niệm giác Cho nên mới được lợi ích thù thắng như vậy Tức đắc siêu diệt Tứ thập kiếp Sanh tử trọng tội Phật hiệu là Vô biên thân như lai ở trong chú dạy của pháp sư thanh liên chú dạy rất rõ ràng bạn cần phải hiểu rõ phải sáng tỏ về phật hiểu nếu bạn không hiểu rõ không sáng tỏ thì làm sao tương ưng được thế nào gọi là vô biên thân ở trong tiểu chú nói ba thân đều có ý như vậy ba thân là pháp thân báo thân ứng hóa thân pháp thân chính là tự tánh pháp thân không có hình tướng pháp thân là lý không phải là sự tướng lý trùm khắp mọi nơi đây là vô biên thân chúng ta đọc thấy trong kinh hoa nghiêm tỳ lô giá na phật tỳ lô giá na là tiếng phạn nghĩa là trùm khắp mọi nơi Đây là bản thể, lý thể Ở trong Hoa Nghiêm Cũng gọi là nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới chính là Pháp thân Trong tịnh độ Gọi nó là thường tịch quan tịnh độ thường tịch quan không có hình tướng trong bốn cõi của thế giới tây phương cực lạc thì thường tịch quan là không có hình tướng thực báo độ chính là máu thân phương tiện độ đồng cư độ là ứng hóa thân Ứng hóa thân Tùy loại hóa thân Chúng sanh có cảm lập tức liền hiện tướng Cũng là vô lượng vô biên Bạn hiểu rõ ý nghĩa này Chúng ta muốn hỏi Thích Ca Ni Phật có nhập bát Niết Bàn hay không? Không có không những trên lý không có Mà trên sự cũng không có Đây là thật Tại vì sao nói trên sự cũng không có Thích Ca Ni Phật nhập diệt Chuyển đổi xuất hiện qua một thân phận khác Không dùng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Không dùng thân tướng này tại vì sao không dùng thân tướng này phước của chúng sanh mỏng cho nên phật liền hiện thân tướng khác thế ca mâu ni phật có thể hiện vô lượng vô biên thân tướng ở trong thế gian này thì hiện thành già trẻ nam nữ làm các ngành các nghề Mỗi một vị Phật đều có thể hiện vô biên thân tướng Đặc biệt là lúc chúng sanh gặp tai nạn lớn Lúc thọ khổ cùng cực tạo tội nghiệp lớn Thì tâm từ bi của Phật Bồ Tát càng nhiều Chúng ta phải nhận thức, phải hiểu rõ Làm thế nào bạn mới nhận thức làm sao mới có thể tiếp xúc được Bạn hãy thử xem Xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ Trong quá khứ Và chư Phật dĩ lai của mình Thì bạn sẽ tiếp xúc được bạn sẽ cảm nhận được chư Phật Bồ Tát Vẫn đang ở thế giới này của chúng ta Chưa có rời khỏi chúng sanh tội khổ vào lúc này chúng ta một niệm tương ưng Liền được cứu ngay Liền được độ Sau đó bạn mới hiểu được quả báo trên kinh nói là thật Chứ không phải là giả Tầm cung kính chân thật của bạn Mới có thể sanh khởi được Cung kính không phải hình thức Cung kính là hiểu rõ Sáng tỏ giác ngộ Y giáo phụng hành Tuyệt đối không phải ở hình thức trên hình thức là biểu diễn cho những người ít thiện căn đó xem chúng ta đắp tạo hình tượng phật bồ tát mỗi ngày cung kính lễ bái cúng dường là diễn kịch để cho những người chưa có học phật chưa có tiếp xúc phật giáo đó xem họ xem xong thấy rất kỳ lạ sẽ hỏi vì sao anh lại làm những động tác những biểu hiện này trước tượng này họ có nghi hoặc họ đến hỏi bạn bạn hãy nói giải thích cho họ biết công đức là ở chỗ này cái này hiện nay gọi là cơ hội giáo dục Hiện nay thực hiện cơ hội giáo dục Phải nói là có hiệu quả thù thắng hơn thời xưa Thời xưa người đến đạo tràng Nhất định là đến để cầu Pháp Đúng như câu nói Không có chuyện thì không vào điện tam bảo Nhất là đạo tràng nhà Phật Đều xây dựng ở trên núi sâu Nơi ít có dấu chân người đến khi bạn đi giao thông không thuận tiện vô cùng khó khăn họ không có việc gì thì đến đó làm gì đi đến đạo tràng nhất định để cầu pháp cho nên cơ hội giáo dục ít hơn hiện nay hiện nay giao thông thuận tiện tham quan du lịch những vị khách tham quan này muốn đến những nơi này để xem để thưởng lãm những người xuất gia trong đạo tràng của chúng ta mỗi ngày làm công tác cơ hội giáo dục có người ở trong chánh điện thắp hương lệ bái làm nên những hình ảnh như vậy cho những vị khách tham quan này xem Họ chưa từng thấy, chưa từng tiếp xúc bao giờ Có người ở bên cạnh giải thích cho họ biết Khi họ đi tham quan du lịch Vô tình tiếp xúc được Phật Pháp Vô tình đã gieo hạt giống Phật Pháp vào trong tâm họ rồi Họ sẽ học Phật thôi Bạn nói xem công đức này bao lớn Cho nên những đạo tràng này là cơ hội giáo dục Tiếp dẫn chúng sanh rộng lớn Đích thực là đang làm công việc cứu độ Tất cả chúng sanh tội khổ Đã đang làm sự nghiệp này Cần phải có tấm lòng này của Phật Có tình cảm này của Phật niệm niệm là luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh tội khổ tuyệt đối không phải vì chính mình khách tham quan đem lại thu nhập cho chúng ta nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ nhắm vào chỗ này là sai rồi hoàn toàn sai rồi mục đích của chúng ta phải nhắm vào việc cứu độ tất cả chúng sanh tội khổ làm cho họ nhận thức được phật pháp hiểu được phật pháp làm thay đổi nhân sinh quan và vũ trụ quan của họ vậy thì là cứu độ họ rồi cái phần cúng dường đó của họ cho đạo tràng mới là công đức chân thật đây là nói tạm thời sanh tâm cung kính Tức là tạm thời có một niệm tương ưng Niệm này thật sự tương ưng rồi Thì có thể liền được siêu diệt Tội nặng sanh tử trong 40 kiếp Hà hướng tố họa hình tượng Cúng dường tán thán Đây là đã nhập môn đã nhập cảnh giới họ mới chịu làm như vậy tạo tượng phật hiện nay tạo tượng phật dễ dàng thuận tiện hơn trước đây quá nhiều trước đây tượng phật người hiện nay nó là đồ thủ công mỹ nghệ hiện nay tạo tượng phật có thể đúc một cái khuôn là có thể làm mấy nghìn bức Mấy dạng bức Một cách nhanh chóng Lợi dụng máy móc để làm Trước đây mỗi một bức tượng Phật Đều phải do nhân công chạm khắc mới có Cái gì ở Trung Quốc đại lục Bạn xem những hang động ở Vân Cương Ở Đôn Hoàng Đều là mấy mươi năm Mấy trăm năm mới hoàn thành Nếu hiện nay làm thì quá thuận tiện rồi Hay nói cách khác Người hiện nay tu phước Thuận lợi hơn trước đây Thế nhưng khó ở chỗ nào vậy Là bốn chữ phía sau này Cúng dường tán tháng Cúng dường là gì? Y giáo tu hành trong phẩm hạnh nguyện phổ hiện dạy chúng ta Ở trong rộng tu cúng dường Đặc biệt dạy chúng ta Cúng dường Pháp là quý nhất Bồ Tát đã nói bảy loại cúng dường Pháp Loại thứ nhất là cúng dường tu hành đúng như đã dạy Phật dạy chúng ta làm như thế nào Thì chúng ta nhất định phải làm như thế đó Như vậy mới là cúng dường Nói một cách cạn cợt Phật dạy chúng ta không sát sanh Không trộm cắp, không tà dâm Chúng ta đều có thể làm theo được Vậy đây gọi là cúng dường Tán thán tức là vì người diễn thuyết Đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác Tiến cử cho người khác Gọi là tán tháng Cho nên tán tháng là hoàng pháp lợi sanh Cúng dường là tự mình y giáo phụng hành Người ta có thể làm được như vậy Thì phước báo của họ đương nhiên sẽ rất lớn Kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên Cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi đọc đến kinh văn này thì chúng ta sẽ tin sẽ không còn nghi ngờ hầu hết mọi người đọc kinh thường lơ là sơ ý chỉ làm theo hình thức chứ không có nội dung thực tế tâm cảnh đều không tương ưng thì làm sao họ có phước được chứ không có phước họ liền khinh chê phỉ bán kinh nói lời phật dạy trên kinh là giả tôi làm theo như vậy mà không được cảm ứng phỉ bán phật phỉ bán pháp thì tội lỗi này cực nặng không những không được lợi ích trái lại còn bị đọa lạc nói thật ra phật nói trên kinh rất rõ ràng nhưng bạn lại hiểu sai đi ý nghĩa Dùng ý của bản thân bạn để hiểu kinh Phật Giải thích sai kinh Phật Hiểu sai lời Phật nói Lỗi lầm là do chính mình Chứ không phải ở kinh Phật Cho nên Trên kinh Kim Cang dạy chúng ta Hiểu sâu nghĩa thú Bốn chữ này quan trọng biết bao Phải hiểu chính xác Phải hiểu sâu Bạn mới có thể được thọ dụng chân thật Xem tiếp vị thứ hai Hữu ư quá khứ Hằng hà sa kiếp Hữu Phật xuất thế Hiệu bảo tánh như lai Nhược hữu nam tử nữ nhân Văn thị Phật danh Nhất đàn chỉ khoảnh phát tâm quy y Thì nhân ư vô thường đạo Vĩnh bất thoái chuyển Phía trước là vô biên thân như lai Cách chúng ta là vô lượng A tăng kỳ kiếp Bảo tánh như lai Cách chúng ta là hằng hà sa kiếp Là rất xa Cho nên vừa mở đầu chú giải Ngài nói hằng hà sa kiếp Giảo tiền cánh đa hỷ Thời gian so với phía trước Là nhiều hơn, dài hơn Bảo tánh như lai Ở đây cũng có cách giải thích đơn giản Kinh Liên Hoa Diện nói Chư Phật như lai thị chúng sanh bảo Dưới đây có bảy loại bảo Trên kinh Phật thường nói bảy loại máu Tánh là thí dụ cho Pháp thân Trong tiểu chú cũng có Các vị xem sẽ biết là vụ cho pháp thân thường lạc ngã tịnh đây là bốn đức thường lạc ngã tịnh gọi là tứ tịnh đức là vốn sẵn đầy đủ ở trong tự tánh khi mê mất tự tánh thì bốn đức này đều mất hết rồi đây là mê mất rồi nếu như bạn giác ngộ bạn kiến tánh rồi kiến tánh tức là tư tưởng kiến giải hành vi của chúng ta tương ưng với tự tánh thì bốn đức này sẽ hiện tiền quả thật có thường thường là bất sanh bất diệt trong phật pháp thường nói là vô lượng thọ ý nghĩa của vô lượng chính là thường vô lượng đó là thực sự vô lượng chứ không phải là giả không phải là vô lượng so với hữu lượng nó là thực sự vô lượng tịnh là thanh tịnh vô nhiễm cả hai bên nhiễm tịnh đều không lập ngã là tự tại là chủ tể chủ tể cái gì chủ tể của vũ trụ chủ tể của pháp giới chủ tể đích thực lạc là, là chân lạc hai bên khổ lạc đều không còn mới là chân lạc nghĩa là tuyệt đối nó không phải là tương đối Bảo tánh như lai là ai vậy? Là chính mình Là pháp thân thanh tịnh của chính mình Vô biên thân như lai ở phía trước Là ba thân của mình Tương ưng với Phật Tức là tương ưng với ba thân của tự tánh Niệm danh hiệu của vị Phật Bảo tánh như lai này Một niệm tương ưng Là tương ưng với tánh đức Của tự tánh Như đây nói Nhược hữu nam tử nữ nhân Văn thị Phật danh Nhất đàn chỉ khoảnh Đây là nói thời gian rất ngắn ngủi Chứng tỏ công đức không thể nghĩ bàn Phát tâm quy y Ý nghĩa có hai chữ quy y chúng ta phải hiểu Quy là quay đầu Thực sự quay đầu Y là nương tựa nương tựa điều gì nương tựa vào bảo tánh như lai tức là nương tựa vào tánh đức của tự tánh một niệm này tương ưng phía sau là nói họ, họ đạt được lợi ích thì nhân ư vô thượng đạo vĩnh bất thối chuyển vô thượng đạo là con đường thành phật phàm phu chúng ta học phật tại vì sao phải trải qua vô lượng kiếp trên kinh nói vô ương số kiếp nguyên nhân chính là do thối chuyển nói thật ra tiến lên thì ít mà thoái lui thì nhiều nếu các vị tỉ mỉ mà suy nghĩ thì các vị sẽ có thể hiểu được chúng ta trôi lăn trong lục đạo cơ hội được thân người rất ít cơ duyên nghe được phật pháp càng ít hơn bạn không được thân người không nghe được phật pháp liền thoái chuyển ngay không phải chỉ là một ngày nắng, mười ngày lạnh mà thôi đâu. Thí dụ chúng ta đời này được thân người nghe Phật Pháp. Nếu như không thể thành tựu, thì nhất định sẽ trôi lăn theo nghiệp. Trôi lăn theo nghiệp thì chắc chắn đọa ba đường ác. Vì sao vậy? Chúng ta tự mình hãy thật bình tĩnh, thành thật suy nghĩ xem. Không cần nghĩ đời quá khứ, chỉ nghĩ trong đời này thôi. Chúng ta khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Nếu như tương ưng với tham sân si mạng Chính là ba đường ác rồi Tương ưng với ngũ giới thập thiện Thì sanh về cõi nhân thiên Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu tâm niệm Tương ưng với ngũ giới thập thiện đây Có bao nhiêu tâm niệm Tương ưng với tham sân si Mười nghiệp ác Thì chẳng phải rõ ràng rồi sao Một khi rơi vào đường ác Trên kinh này nói Thời gian trong địa ngục đều là vô số kiếp Bạn xem ở cõi nhân gian Mấy mươi năm ngắn ngủi Nghe được Phật Pháp Thoát một cái là vô số kiếp Không nghe được Phật Pháp rồi Bạn mới biết mức độ thoái chuyển Quá lớn rồi khổ báo trong vô số kiếp sau khi báo hết rồi được lại thân người được thân người lại chưa chắc có thể nghe được phật pháp cho nên trên kinh phật nói thân người khó được phật pháp khó nghe là thật chứ không phải là giả thật sự rất khó bởi vì nguyên nhân này cho nên học phật Muốn thành tựu mới trải qua vô ương số kiếp Vô ương số kiếp Bạn đạt được hiệu quả gì? Thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi thập pháp giới Chứng được quả vị sơ trụ Bồ Tát phải trải qua vô ương số kiếp từ sơ trụ bồ tát muốn thành phật quả cứu cánh viên mãn nữa đây là thông thường nói là ba đại a tăng kỳ kiếp con số này là có thể xác định được còn con số phía trước là không cách gì xác định được Đến viên sơ trụ là giống như bạn nhập học Bạn học lớp 1 Có thể dự tính bao nhiêu năm Bạn có thể tốt nghiệp Nhập học rồi Con số này có thể tin cậy được Bình thường nói thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Cái gì phải biết là không phải nói đối với chúng ta Là nói đối với Sơ trụ Bồ Tát Đến Phật quả cứu cánh Trong nhất chân Pháp giới Ở trong đây trải qua 41 cấp bậc Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Đẳng giác 41 cái cấp bậc này Đây là Ba đại A Tăng kỳ kiếp Khó Quá khó Quá khó rồi nhưng khi bạn có một niệm quy y quy y là thật sự quy y chứ không phải là hình thức quy y này là nương bảo tánh như lai là quy y tự tánh bảo tánh như lai là tự tánh tam bảo thật sự quy y tự tánh tam bảo thì công đức này là lớn rồi vì sao vậy bạn niệm niệm xứng tánh niệm niệm xứng tánh thì đương nhiên không thoái chuyển rồi Người nào mới có thể làm được Là sơ trụ Bồ Tát Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển Đại thừa khởi tín luận Là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ Kinh Kim Cang cũng là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ Họ thật sự là quý y tự tánh tam bảo Quy y tự thánh tam bảo dựa theo tiêu chuẩn của kinh Kim Cang mà nhìn là lìa bốn tướng, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Đó là chân thật quy y. Nếu còn bốn tướng thì chưa có quy y rồi. Bạn chưa có quay đầu, cũng chưa có nương tựa. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phải sáng tỏ Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dẫn đến đây A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật